Anh em thì đã từng nghe một cái câu nói là sinh lão bệnh tử, tức ám chỉ con người càng về già thì cơ thể sẽ càng yếu đi và không còn minh mẫn. Nhưng trong Bliss thì hoàn toàn ngược lại, việc già đi có nghĩa người đó càng mạnh và nhiều kinh nghiệm hơn. Vâng, xin trân trọng và giới thiệu người đàn ông già dơ nhất tổ đội tử thần, người đã sáng lập GOTY13, kiếm sĩ mạnh nhất Soul Society, Genryosai Shigekuni Yamamoto. Ông đã cống hiến cuộc đời Shinigami với hy vọng giữ cân bằng cho cả nhận giới lẫn linh giới, không muốn đưa con người dính líu tới bất kỳ trận chiến nào. Và tại arc huyết chiến ngàn năm, Yamamoto đã phải hy sinh mạng sống dưới tay trùm cuối Chuhabek khi bị đánh lừa bởi một tên thuộc hạ có khả năng photocopy. Vậy, điều gì đã xảy ra với ông? Hôm nay, mời anh em cùng Bi đội trưởng đội 99 tìm hiểu về sức mạnh phá hủy linh giới của Yamamoto, Bankai hệ lửa mạnh nhất trong Bleach. Trước khi bắt đầu video là chương trình quảng cáo, sau nhiều comment của anh em thì cái shop mình đã mở dịch vụ in ảnh và in không ảnh anime theo yêu cầu với nhiều loại giấy và cán mang bảo vệ, mà giá thì vẫn không thay đổi, vẫn áp dụng ưu đãi mua 5 tặng 1 cho 50 bạn đầu tiên. Anh em khi đặt hàng như inbox shop gửi ảnh nhá, gì cái gì cũng in. Link sản phẩm tôi để ngay dưới phần mô tả video. Vào 2100 năm trước, thời điểm mà các tổ chức quản lý được nắm giữ bởi bàn tay giới quý tộc, còn tất cả mọi luật lệ, quy tắc được thực thi bởi tổ chức Hội đồng 46. Tại thời điểm đó, một Yamamoto đầy nhiệt huyết đã nhận ra sự cần thiết của việc duy trì cân bằng giữa hai thế giới thông qua sức mạnh tử thần. Do đó, ông đã thành lập nên học viện Shinro nhằm đào tạo các linh hồn mạnh mẽ về kiếm thuật Genryu, giúp họ trở thành Shinigami. Điều đặc biệt hơn là ngôi trường này không nằm trong sự kiểm soát của Hội đồng 46. Và nhờ có Yamamoto, học viện nhanh chóng trở thành cái nôi của các tài năng trẻ 2K3, 2K6 như Kirogaku hay Ukitake, khiến danh tiếng về ông giáo bay vù vù trên khắp các mặt trận ở linh giới. Ông thậm chí còn xem hai đứa học trò trên như con đẻ của mình vậy, bởi hai người họ là những người đầu tiên trở thành đội trưởng từ lò đào tạo học viện. Ngoài ra, người đời kính trọng ông không chỉ thông qua nghề giáo mà còn cả sự bao dung, độ lượng cùng với cái tính nóng như binh trở linh, Wan Shi Wei binh trở lính. Điển hình như pha múa Bankai từ Chojiro để lại một vết sẹo trên trán Yamamoto, khiến lão từ một vết sẹo biến thành vết tattoo hình chữ thập trên trán. Cụ thể thì vào thời điểm đó, chỉ với một vết sẹo trên đầu, người ta đã gọi ông giáo với cái tên là Echisai. Thế nhưng, ông lại cực kỳ ghét cái tên này và không muốn ai gọi ông như thế. Ấy vậy mà, có một tên nhân tài trẻ khác là Chojiro đã đến và luôn mồm gọi lão như vậy, dù mong muốn lớn nhất của thanh niên này là được trở thành cánh tay phải của ông giáo. Sau những lời đàm phán bất thành thì hai người họ đi đến một quyết định là thách thức nhau. Yamamoto ra điều kiện cho Chojiro là phải bật được Bankai thì hãy nói chuyện tiếp. Đúng một tháng sau, Chojiro quả thật là có tài, comeback với Bankai của mình. Thế là hai ông lao vào combat và kết quả Bankai Chojiro đối với ông giáo chỉ như là cái trò trẻ con. Đổi lại thì chính Yamamoto có thêm một vết sẹo mới. Nhờ vết tattoo chữ thập, người đời tiếp tục chế ra cái biệt danh mới cho ông giáo là Chuchisai. Nhưng chỉ duy nhất Chojiro không hề thay đổi cách gọi bởi sự mặc cảm với chính mình. Sau đó thì Yamamoto quyết định tự gọi mình với biệt danh khác là Genryosai luôn, cho Chojiro khỏi áy náy. Thông qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy được lão này dù nghiêm túc nhưng cũng mềm lòng trước bất kỳ sự cố gắng nào. Nói theo ngôn ngữ quý bửu thì nó gần giống như Tsundere ấy. Sau khi làm nghề giáo chán rồi thì khoảng 1000 năm trước so với hiện tại, lão đã chuyển từ hiệu trưởng sang thành lập cái GOTY13, tổ chức bao gồm 13 đội tử thần chuyên làm nhiệm vụ duy trì cán cân giữa nhân giới và linh giới. Nhưng theo lời của Chuhabek thì tổ chức này ban đầu là một nhóm sát nhân khát máu và kẻ cầm đầu Yamamoto được xem là một con ác quỷ ngự đao, chuyên dùng mọi thủ đoạn để đánh bại kẻ thù, thậm chí còn xem đồng đội như những mạt tro tàn để lợi dụng. Cái điều mà tên phản diện Chuhabek này nói không hẳn là không có căn cứ đâu nha. Bởi như quá khứ của Unohana từng là một tên tội phạm khét tiếng nhất lịch sử tại linh giới, nên việc lão giáo tập hợp mất tên này để thực hiện các hành vi như Chuhabek nói cũng có phần đúng. Hoặc mấy cái nói ở trên chỉ áp dụng cho một mình hắn nên hắn mới thấy thế cũng không chừng ấy. Bởi vì các bạn phải hiểu là giữa Chuhabek và Yamamoto cũng đã có một cuộc đấm nhau ác chiến, tuy là không giết được tên phản diện, đổi lại thì Yamamoto cũng khiến hắn phải phế mất 1000 năm mới có thể quay lại phá đảo thế giới ảo được. Tất nhiên, cuộc chiến ngày hôm nay không phải là giữa một con ác quỷ ngự đao và một đứa con trai của Soul King, mà thực chất lại chính là màn ngăn chặn sự sụp đổ giữa hai thế giới. Có lẽ tên Chuhabek này vẫn còn cay vụ năm xưa nên sau này mới nói Yamamoto là một lão già độc tài. Tuy nhiên thì, ở chapter 511, ý nghĩa với bức tranh hỏa thần trong truyền thuyết phần nào đã khẳng định về câu chuyện con ác quỷ ngự đao trên là sự thật. Và chính ông giáo cũng không muốn nhắc lại nó thêm một lần nào nữa.
Rồi, 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 đây là cái phần mà anh em mong chờ đúng không? Sức mạnh Yamamoto. Với tư cách là thống lĩnh Gotei 13, thầy của nhiều tài năng trẻ nhất trong cái tỷ hồn giới, Yamamoto nghiễm nhiên được xem là tử thần mạnh nhất từng tồn tại hơn 2 thiên niên kỷ. Và trong 1000 năm qua, sản sinh ra rất nhiều những bậc thầy, những tài năng từ trong trứng, cũng chưa có một tử thần nào mạnh hơn được ông. Đến cả Kyoraku và Okitake song kiếm hợp bích cũng không khiến lão phải ngán khi chém nhau. Song với đó, vẫn còn rất nhiều giai thoại về người đàn ông này. Nhưng để biết được ông giáo mạnh đến thế nào thì trước tiên cần nói đến chính là kiếm thuật. Với việc sáng lập ra học viện Shinro, Yamamoto đã đi tiên phong với trường phái kiếm thuật của riêng mình. Bằng 2000 năm liên tục trau dồi kỹ năng và chưa có bất kỳ tử thần nào đánh bại, lão trở thành kiếm sĩ mạnh nhất trên toàn bộ Society. Thậm chí, số lượng người sống sót khi đối diện với ông chỉ đếm trên cái đầu ngón tay. Ông giáo nổi tiếng với một nhát chém thần thánh, mang theo uy lực và tốc độ cứ phải gọi là nghệ cả củ, mà như Văn Tùng nói thì quy một trúng, quy hai rỉa đây anh em ạ. Cả những con holo cũng khó trụ được những đòn này, thậm chí nó nhanh đến cái nỗi con Chimera còn không biết ông giáo đã tung nhát chém cho đến khi cơ thể bị tách làm đôi. Mà cần quá gì dùng đến chạm hồn đao, với tay không, lão cũng đã khiến một Aranka đăng xuất khỏi cả hai server trên thế giới, mà lần đăng xuất này lại không được nhẹ nhàng như con holo bên trên cơ. Theo vào đó là màn hóa kiếp cắt bụi cho tên Aranka bằng cú đấm hai tay. Và các bạn nên nhớ rằng, số điểm về sức mạnh thể chất trong cuốn Bleach Official Bloodlet của ông chỉ ở mức 60 thôi nhá. Mới 60 mà đã phá vỡ được các lớp phòng thủ bằng tay không thì nếu ở mức 100, không biết còn khủng khiếp đến cỡ nào. Và tôi nghĩ việc chấm ở mức 60 này có lẽ là vì tuổi già phần nào đã ảnh hưởng tới sức mạnh thể chất của Yamamoto. Bên cạnh đó thì toàn bộ số điểm từ tấn công, phòng thủ, độ cơ động, kỹ thuật Kido và trí thông minh đều là mức 100 điểm. Tổng cộng điểm số sức mạnh Yamamoto xấu là 560/600. Đây là số điểm cao nhất trong toàn bộ các đội trưởng và người duy nhất trong Gotei 13 có số điểm ngang với ông là Aizen. Tôi nghĩ nếu hồi xuân 1000 năm thì chắc ông giáo sẽ đạt được số điểm là 600/600, một mức điểm tuyệt đối. Dù vậy thì tớ không chắc về kinh nghiệm chiến đấu và độ già dơ năm xưa của lão có so được với bây giờ hay không. Dẫu sao thì mặc cho tuổi già, Yamamoto vẫn có cơ thể 6 múi, cơ bắp vạm vỡ, bonus là hàng tá các vết sẹo trên người. Đó là minh chứng cho sự trải nghiệm của một tử thần đã đi qua nhiều trận chiến khốc liệt nhất. Tuy nhiên, chừng đó thứ vẫn chỉ là phụ mà thôi, vì cái tên tuổi của ông chính là Trảm Hồn Đao và Ban Kai Hệ Lửa. Có lẽ là dân chơi hệ lửa nên tính của ông cũng nóng như PG. Sẽ không có gì nếu ông giáo tiếp tục phong ấn thanh kiếm dưới dạng một cây gậy. Nhưng khi giải phóng ở dạng Shikai thì mọi sự vật xung quanh lão đều tới công chuyện. Ở chapter 156, khi vừa mới bật Shikai, Yamamoto đã cho thấy sức nóng từ ngọn lửa đủ để đốt cháy cả bầu trời. Mọi thứ mà thanh kiếm chưa chạm tới thôi thì đã đều hóa thành tro. Và tất nhiên với uy lực như thế, nói không mạnh thì đó là bốc phét. Thanh kiếm đó là Trảm Hồn Đao mạnh nhất hệ hỏa có sức công phá lớn nhất và tên nó là Ryujin Chaka. Chỉ cần như thế, lão Yamamoto đã đủ sức cân hai đội trưởng cùng một lúc thì không biết Bankai nó còn ác ôn vùng nông thôn đến mức nào. Nói chung thì khả năng đặc biệt của thanh kiếm này đơn giản là đốt cháy mọi thứ, cứ rút kiếm ra là cháy không cần biết bạn bè kẻ thù gì hết. Cũng chính vì nó quá mạnh nên khi không chiến đấu, Ryujin Chaka đều phong ấn thành một cây gậy. Khi bật Bankai thì mọi nguyên tắc từ thanh kiếm sẽ đi ngược lại với Shikai. Thay vì nó tuôn ra ngọn lửa thiêu cháy mọi thứ thì bất kỳ loạn lửa nào tỏa ra từ Ryujin Chaka trước đó đều sẽ bị hấp thụ vào thanh Trảm Hồn Đao. Lúc này nó cũng có một cái tên khác là Zaka Dotachi. Với tích tụ sức mạnh ngọn lửa vào lưỡi kiếm, bất kỳ thứ gì bị nó chém qua đều thành tro bụi. Thậm chí chỉ mỗi cái việc bật lên thôi đã khiến những người gần đó cảm nhận được cổ họng khô rát, môi bị nứt và làn da giống như chuẩn bị cháy. Nước ở toàn bộ linh giới cũng từ từ biến mất. Mà đến ngay cả Bankai hệ băng của Toshiro cũng không thể thi triển được bởi sức nóng từ Zanka Notachi. Chính Unohana cũng sợ rằng ngọn lửa từ ông giáo sẽ khiến toàn bộ Soul Society bị thiêu rụi nếu duy trì trạng thái Bankai quá lâu. Mà đó thì vẫn chưa là gì cả. Khi combat với Chu Habeck Fake, Yamamoto đã sử dụng một chiêu thức mang tên Yanjutsu Gokui, khiến toàn bộ cơ thể bao bọc trong lửa với nhiệt độ lên đến 15 triệu độ, khiến bất kỳ ai chạm vào ông đều bay màu ngay lập tức. Và chiêu thức này chưa dừng lại ở đó, ông cắm thanh kiếm xuống đất triệu hồi những xác chết đã bị ông giết lên trở thành một đội quân hỏa cốt tấn công bất kỳ kẻ thù nào mà ông giáo xem là kẻ thù. Bọn người xương gây sát thương và tâm lý khiến kẻ thù chỉ bất động, tạo cơ hội cho Yamamoto tung chiêu. Đánh đổi với nguồn sức mạnh này là toàn bộ linh lực của ông giáo, để rồi giúp tên Chu Habeck hàng thật có cơ hội kết liễu. Dẫu sao thì chính thế phản diện cũng đã thừa nhận sức mạnh Yamamoto là vô đối, bởi không có bất kỳ ai có thể chịu đựng nổi sức mạnh Bankai hệ lửa đó ngoài Chu Habeck.
Vì thế, hắn mới quyết định không tước đoạt ban cai của ông giáo. Và cuối cùng, kết thúc của một huyền thoại. Được biết đến là tử thần mạnh nhất, ông đã đặt nền móng cho một tổ chức duy trì sự cân bằng thế giới. Hơn ai hết, chính Yamamoto là người không muốn kéo con người vào bất kỳ trận chiến nào từ linh giới. Bằng chứng rõ ràng nhất là khi bị mất cánh tay, ông không hề nhờ tới sự giúp đỡ từ Orihime để hồi phục. Không chỉ thế, vào trận chiến với Aizen, chính Yamamoto cũng là người bận tâm đến việc kéo Ichigo vào vòng chiến. Chỉ đơn giản một điều, Yamamoto không muốn mang tiếng lợi dụng con người. Cả cuộc đời ông luôn cống hiến cho sự cân bằng giữa nhân giới và linh giới. Kể cả khi đã về già, lão còn gánh vác trên vai cả hai thế giới để chống lại chủ Hà Bách. Đến cuối cùng, vì một phút sơ suất, ông giáo đã tung toàn bộ linh lực với hy vọng hạ được tên trùm cuối để kết thúc nhanh gọn lẹ cuộc chiến nhất có thể, để rồi bị chính hắn đánh lừa và bị giết một cách dễ dàng. Hơn hết, ông đã trở thành một tượng đài huyền thoại trên toàn bộ Soul Society cho đến mãi về sau. Vào thời điểm cánh tay phải Chojiro Sasakibe bị giết, đồng thời bị đánh cắp mất bàn cai, hơn bất kỳ ai, Yamamoto là người tức giận nhất. Bởi ông biết rằng Chojiro Sasakibe đã dành cả cuộc đời tâm huyết để hoàn thiện bàn cai, vậy mà lại bị tên Disco sử dụng như một sự sỉ nhục đối với chủ nhân của nó. Vào khoảnh khắc đó, ông dồn sức mạnh đốt Risco thành tro, giải thoát Pankai như một sự tôn trọng dành cho cánh tay phải của mình. Dù không biết rằng, quá khứ về con ác quỷ ngự đao với tính cách của một kẻ thù độc tài, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt kẻ thù là có thật hay không. Nhưng một điều mà chúng ta được biết, ông đã dành cả cuộc đời để chiến đấu cho cán cân thế giới. Quá khứ về con ác quỷ kia đã khiến ông thay đổi và không muốn nhắc lại về nó thêm một lần nào nữa. Bởi bức tranh về hỏa thần trong truyền thuyết chính là thứ nói về con người ông khi xưa, một con quái vật đã xuất hiện ở linh giới, một thiện thần khiến linh giới xa vào hiểm cảnh và reo rắc nỗi kinh hoàng. Yamamoto đã từng là một kẻ như thế, xem đồng đội như tốt thí. Điều quan trọng là bây giờ ông đã thay đổi. Nhưng còn câu hỏi của Sunsui về sự trả lại của con quỷ đó thì câu trả lời là không bao giờ còn có cơ hội để trả lại nữa. Bởi ông đã bị chủ Hà Bách thẳng tay chém làm đôi, kết thúc cuộc đời oanh liệt của một huyền thoại vĩ đại nhất của Soul Society. Ok, và vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua về nhân vật Yamamoto, người có ban cai hệ lửa mạnh nhất thế giới. Anh em thấy sao về nhân vật này? Liệu cái chết của ông có khiến anh em rơi nước mắt hay chưa? Hãy comment ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trò chuyện thêm nhé. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!